rồi, xin kính chào anh chị cũng như quý bà con đến với cây clip của mình tiếp theo hôm nay. Hôm nay đó là ngày 19 tháng 10 của chạy bò là ông Phi ạ, chạy bò cầu sắt á. Mình tiếp tục đăng cái clip này. Đấy thì hai con bò đây, mấy con đã bán thì chút nữa mình sẽ quay lên và báo giá quý bà con xem. Thì trong trại thì bò hôm nay mới vừa đó, mới xuống xe hồi trưa đây. Đó thì rất là nhiều có khách họ mua thì họ xem bò thì dắt ra đây coi đi. Tí nữa mấy con mà bán được mình sẽ báo giá cho quý bà con xem nha. Đó thì trong cái lô bò ngày hôm nay á thì đó thì có con ngồi cùng đây là con Man nha. Đó mình quay qua cái ạ. Rồi bắt đầu là mình quay qua cái dàn bò đây cái nha. Con này bán nó đâu nè. Con này bán này. Có giá nha. Đó, đây. Chục con nha. Đó, con chục con. Đó, quay qua một dòng để quý bà con tham khảo. Đó, con trong đây cao to đã nha. Đó thì con đây là trong đây nữa Man. Đó thì con đầu trong đây là Man với con quay cùng cho nó, chúc mình quay hai con đó. Con nha. Đó thì bán mấy con kia rau thì còn ở trong trại còn chục con. Rồi đây là ba con bò mà đã bán cho khách rồi. Thì khách là ở Thành Đức đó. Thì mình sẽ hỏi giá ba con bò này luôn. Thì trong đây thì có hai con bò mông tẻ rồi rất là bài bản. Đó, con trên giữa là phải nôi là khỏi nối. Rồi tiếp con đây. Đó, con đây thì nó nhỏ hơn một tí. Con đây thì nhỏ hơn một tí. Đó, mình quay rõ ràng rồi sau đó mình hỏi giá để quý bà con tham khảo giá đã bán ra đó. Thì trong ba con này á thì con chính giữa là nhích bò hơn hết, con chính giữa là nó đẹp hơn, lưng đồ bàn hơn đó, chân cẳng đồ nhìn đó. Con phía trên đây á là nhỏ bò hơn hai con kia và cũng nhỏ thén hơn đó. Con phía trên đây nhỏ bò hơn và cũng nhỏ thén hơn. Rồi mình đỡ mình hỏi giá để quý bà con tham khảo thử giá bao nhiêu, mỗi con bao nhiêu. Vậy là giờ là ông phải trách nhiệm ông chỉ cho mấy nha. Con đi đường ngủ không? Con đây là nhiêu? Con đây 28 năm nè. Giao tao nhà luôn không? Con là lấy 25 nha. Con đây là 29 2. Con đây là 29 2. Có chủ đây vậy. Con đây đẹp cực kỳ nha. Đẹp nha. 29 2 đó. Con này nhiêu không biết không? Con này nhiêu? Con này 25 triệu á. Con này thì 25 triệu. Thì ba con bò đây mình nói giá đó, giao cho khách tao nha luôn nha. Giao cho bò tao nha cho khách luôn đó. Thì con 25, con là con 29 2 với là một con 28 năm. Dạ là nói với ông Bảy là có chiêu lên là lên luôn nè. Điện cho ông Bảy ông đang ở đây ông đón luôn. Thì ba con bò này là cùng một sớm mua luôn nha, ba chủ khác nhau. Tôi chưa bò đi ăn đây này, bò đi ăn đây này. Bò đây là nếu ông mua mai là bỏ lại. Đó, con này là 25 triệu. Con này nhỏ hai con kia nhiêu nha. Giấc quạt lại đây nè. Giấc quạt lại đây nó đi. Giờ cho nó thắng con bò lên nè, xuống cho nó thắng rồi chứ. Bò đừng có xô ngang chứ. Con bò đấy thằng Sơn mày lại mày thắng vô nó đứng bứng thắng ra.
đít dài. Để em mua con nào, hai con này mua 100 gà. Còn 92 không? 92. Con này 250 không? 250. Rồi, lên. Làm tiếng lên chứ. Đó thì ba con này thì một con là 28 năm, rồi một con là 29.2. Đó thì con phía trong cùng ấy, con nghĩ trong cùng ấy là con đó là 25 triệu. Thì giá đó là giao lên cho chủ luôn đó, ở trên Thành Đức. Đó. Rồi giờ mình sẽ quay lại kia mấy con bò ở trong trại, cái lô bò ở trong trại hiện giờ, cũng như là cái con bò lai đó, mình quay rõ ràng chi tiết lần nữa cho quý anh chị tham khảo. Đấy. Con đây là 1m2, trong 1m2 một tí. Đó, trong 1m2. Đẹp cực kỳ. Quay cái chiều ngang. Đó, mình quay cái chiều ngang. Con đây là nở nha. Dàn trước, dàn sau gì cũng nở hết. Đó. Đấy, cao, to, đẹp. Rồi, để dắt ra ngoài, mình quay rõ nét và bao giá con bò đây luôn cho quý anh chị tham khảo, quý bà con tham khảo con bò đây. Đó thì để dắt ra mình quay rõ ràng nha. Đó, mình quay rõ ràng con bò đây nha. Đấy. Trước tiên là mình quay cây tạ để dắt ra ngoài để quý bà con dễ so sánh. Đó, con này là cái đuôi của nó đấy, ben đuôi. Thì con này là nó cao 1m2 cứng nha, chứ không dưới 1m2. Độ dài. Màu đỏ một màu nha, một màu nha. Đỏ mật luôn á. Đó, đều đó. Con này là man nha. Đó, dạng đấy. Dạng như xin khoa man đó. Chân. Quay xe để hình dung bò cái bàn lưng này, coi bàn lưng nó này. Đó, cái bàn lưng của nó đấy. Con đây mà như hồi trước mà nếu mà nhu cầu nhảy giống á thì con đây nuôi tương lai là nhảy giống là ok nha. Con đây mà hồi trước mà nhu cầu nhảy giống đó. Dậu thì không thăng lắm. Móng á là coi như là không phải móng bì, nhưng mà móng nó dạng như móng ngựa đó. Móng đây là móng chuẩn giống đó. Móng chén á. Không rỉ không nha. Đó. Rồi mình cũng xin báo giá. Đó thì chủ trại báo giá con này đó là 23.500.000. Đấy. Con bò này thì 1m2 cứng hạt trên. Đó thì cái tầm nhìn của mình đó, thì cái độ túi hay là độ tháng của nó thì mình nhìn con bò này là khoảng 9 đến 10 tháng. Đó, mình nói dao động con bò này khoảng 9 tháng đến 10 tháng. Thì bò lai thì nó to. Con này thì nó to bò. Đấy. Nó không phải dạng nghí bú bú nữa nha. Đó thì báo giá con này là 23.500.000. Đó thì mình quay lại mấy con ba bơ ở trong trại đây. Thì cái lô bò ba bơ này thì còn khoảng cỡ chục con. Đó thì mình cũng xin báo giá luôn. Chủ trại đưa ra giá đó là từ 27 đến 30. Đó là giá dao động đó. Bà con muốn mua con nào thì đến trại xem trực tiếp nó mới rõ bò được. Thì mình chỉ nói giá dao động như vậy, tùy theo con lớn con nhỏ. Đó. Trong đây thì nó có con man nữa. Con man phía trong này thì nó nhỏ bò hơn con man hồi nãy mình vây. Đó thì con đây thì bò lai nhưng mà đẹp cực kỳ, mông tẻ nó đấy. Đó thì mình nói giá dao động như vậy. Thì bò thì nó tầm khoảng cỡ 1m1. Đó, tầm 1m1 và rơi vào tầm 6 đến 7 tháng. Thường thường là 6 tháng. Đó thì mình đăng cái clip này lên kênh của mình là Trại Bò La Hai đó. Cảm ơn quý bà con đã dõi xem cái clip của mình. Kính chúc quý bà con chăn nuôi bò thuận lợi và thành công trong cuộc sống.